chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin giới thiệu các bác một đôi loa AR cực kỳ hay và giá lại rẻ các bác ạ. Và chiếc âm ly mà đánh vào những dòng AR rất hay nữa, cũng rẻ, ngon bổ rẻ. Đây là bộ cấu hình cho ra chất âm, nhấn mạnh các bác là hay tuyệt đối các bác nhá. Tất cả ba giải bass, min, chest, không một giải nào nó lấn át, và phải nói là nó cho ra những chất âm ngọc ngà đáng có các bác nhá. Hầu như bộ cấu hình từ đắt đến rẻ đều muốn vươn đến cái tầm âm này cả các bác ạ. Âm này rất hay mà giá rẻ. Đôi loa này giá là 6.600.000 đồng. Và chiếc âm ly giá là 5.300.000 đồng. Chiếc âm ly suất âm tụ công suất lớn 200W của Chio, đánh 4 sò sắt lớn. Và cái hệ thống mạch dề của nó rất tuyệt vời, đánh vào những dòng loa Mỹ chất âm khỏi nghĩ luôn. Nhất là những đôi AR các bác nhé, nhất là những đôi AR này và những dòng Avon. Hai dòng đó đánh vào âm ly này, tiếng bass, tiếng tép lên quên rồi các bác ạ. Tiếng tép mà trong trẻo, mà tiếng bass nó sâu, mềm mại, trung âm nó nổi rõ ràng lên. Bây giờ mời các bác cùng thử chất âm của nó. Nói đến AR là nói đến cái thứ gì đó nó rất là hay các bác. Đôi loa này em vừa mới bóc ra, em còn chưa vệ sinh các bác nhé. Nó còn nguyên vụn các bác ạ, chưa vệ sinh. Thì lẽ em sẽ tháo ruột gan các bác tại sao đôi loa nó hay các bác. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết. Các bác lưu ý là đây là một đôi loa AR rất đặc biệt. Nó sử dụng một bass 20 và một bass 18. Nhưng mà điều đặc biệt đây không phải nằm ở cái sử dụng hai con bass các bác nhá, mà là nó cái cách mà nó kết hợp hai con bass này các bác ạ. Các bác nghe kỹ tiếng bass nó và tiếng tép. Không đến với tôi, đến với tôi nữa. Vào giới thiệu kỹ các bác nhé. Những bác chơi AR thì các bác có thể biết là những dòng AR ấy, thì tiếng chép và tiếng bass nó thì đặc trưng. Không một dòng loa nào trên thế giới này nó có thể có được cái tiếng bass như thế các bác nhé. Và đôi AR này nó là đôi AR acoustic các bác. Cái đôi loa này đấy, nó có cái đặc điểm các bác nhé. Các bác có thể lên trên mạng gõ cái tên đôi loa này. Cái đôi loa này thì là nó sử dụng hai con bass điện, nhưng mà cái con bass nó sử dụng cuộn côn ngược nhau, nghĩa là gì? Các bác biết rồi, khi đôi bass đánh tiếng bass đánh bình một phát thì nó sẽ bật, nó bật ra ngoài các bác nhé, nó bật ra ngoài này, nó bật ra phía ngoài. Còn bass 20 phía dưới các bác nó sẽ bật ra phía ngoài các bác ạ. Các bác người nó sẽ bật ra phía ngoài, nhưng mà con bass 18 ở trên thì cũng là tiếng bass đấy, nhưng nó lại rún vào trong để làm gì?
nó gần như là một cái thùng, nó làm cho đẩy, kéo đẩy nhau các bác. Nên cái tiếng bass nó rất là mịn và tròn các bác ạ, rất là mịn và tròn luôn. Và các bác tí nữa em tháo ra các bác xem cái phần ở trong này, nó rất là lạ luôn, em chưa được gặp. Em sẽ bảo kỹ thuật của em đây. Thì em sẽ cho bác biết một đôi loa của AR, tại sao những các kỹ sư AR lại sản xuất được những đôi loa hay như vậy mà riêng AR các bác nhá. Các bác mở phát các bác biết luôn chất âm của AR luôn. Con này sử dụng một chép đôm và một bát 18, một bát 20. Em sẽ tháo ra các bác nghe thử. Đây em tháo ra giúp anh. Một cái điều rất là lạ lùng luôn. Em sẽ để ba lăng các bác nhá. Đây em sẽ để ba lăng cho sang bên này. Đây. Em chỉ để một bên thôi. Bên này sẽ không kêu các bác nhá. Bên này không kêu. Để một bên các bác sẽ biết là cái cách mà đôi loa này nó kêu, tại sao nó lại hay như vậy. Bác nào mà thích sưu tầm những đôi loa độc đáo của AR thì đây các bác ạ. Đây là những đôi loa nhỏ, giá lại rất là tốt, 6.6 triệu thôi. Đấy các bác nhé. Quay ngược lại cho anh. Đấy em úp nó xuống cho anh. Đó các bác, bây giờ em sẽ cho các bác biết nhé. Bình thường các bác nhé. Bình thường các bác nhé, nếu mà đôi loa này này, đây các bác, bây giờ đây mới là cái điều vấn đề để các bác đeo tai nghe và các bác cảm nhận được các bác nhé. Đôi loa này các bác nhé, bình thường đấy, để ngược này đây. Bình thường hai con bát đấu song song với nhau như vậy, âm vào âm, dương vào dương luôn các bác. Nhưng đôi loa này nó lại đấu khác luôn các bác ạ. Âm vào nghĩa là âm dương ở phía dưới nhưng ngược lại, dương âm ở phía trên. Tại sao? Khi mà lật ngược cái con bát này xuống ấy và thùng ấy thì nó lại cùng pha với nhau các bác nghe đấy. Các bác nhìn nhá, âm ly không chỉnh nhá. Em tháo lốt con này lên cho anh. Tháo lốt con này lên cho anh. Không các bác lại bảo là úp con bát ra thì nó mất tiếng bát. Đây. Tháo lốt con bát ở trên ra. Nghĩa là các bác chỉ cần ngoảnh bát úp một phát vào thùng là nó triệt tiêu tiếng bát luôn và không có một tí bát nào cả. Là coi như là không có loa bát luôn, chỉ có mỗi loa chép kêu các bác nhá. Đấy mới là đẳng cấp của AR các bác ạ. Nghĩa là nó thiết kế hai cái đường tiếng này, nó cắt tần số với nhau đến tuyệt đỉnh luôn các bác. Các bác nghe nhé, tiếng bát nó rất dữ dội đúng không các bác. Đây các bác, nhớ ra, từ đấy em bỏ ra vẫn rất nhiều bát đúng không các bác. Các bác nghe kỹ. Em úp vào cho anh phát. Đó các bác, úp phát là mất bát luôn. Là còn mỗi chép kêu, các bác thấy không? Mất bát luôn, nó bị triệt tiêu tiếng bát với nhau. Nhưng mà cũng con loa này quay ngược phát các bác. Đấy, bỏ ra phát là hết rồi này. Loa vẫn đang kêu các bác nhé. Có các bác, nó cắt tần và nó đánh ngược tần nhau. Nghĩa là thế này, con loa này cùng một tiếng bát đánh bình phát như em nói đấy. Đánh bình phát con bát này nó đẩy ra ngoài, nhưng mà con này nó lại rụt vào trong. Như vậy là cái âm tần nó sẽ đẩy kéo đẩy nhau, nhưng mà chỉ quay ngược phát thôi nha. Mặc dù không đấu ngược cực loa, không đấu ngược cực loa, để im các bác nhé. Mất luôn bát có thể không ạ? Còn mỗi loa chép kêu luôn mà không nghe tiếng bát tí nào luôn. Như loa bát bị cháy luôn các bác. Nhưng quay bỏ ra này. Đó các bác, nó cho vào này các bác. Các bác thấy không ạ? Đánh như súp luôn. Đây là cái mà rất là hay của đôi loa này. Đôi loa này đã có một anh Tây anh review cái này rồi. Đấy, công nghệ đặc quyền của những cái đôi loa AR 2 bát các bác nhé. Kể cả những cái dòng AR 90 nó cũng có hai con bát 30 ở hai bên các bác, nó cũng dùng công nghệ này luôn. Nghĩa là tiếng bát nó rất là tròn, nó đẩy kéo nhau. Và các bác đây, AR các bác nhé. Từ Anycon, từ Denci. Cái từ này mà các bác cho cái đây các bác. Cho cái từ cái kìm rồi, anh vẫn kìm. Các cho sắt đây, đây không phải sắt các bác. Cho sắt vào đây hít một phát là giật ra còn khó hơn. Đây, đấy các bác. Giật ra cực kỳ khó các bác nhé. Đây. Các bác nhìn này, đấy, giật ra rất khó luôn. Đấy các bác, rất là nặng, bỏ bỏ đây anh xem mà. Đấy các bác thấy không ạ? Còn nhấc lên được cả cái loa luôn, rất là khỏe luôn. Cái từ Enico này rất là khỏe luôn các bác. Đây các bác, một tay không thể giật ra được các bác nhá. Rất khỏe luôn. Cái từ này, tiếng bát không hiểu tại sao luôn đấy các bác. Các bác nghe kỹ một lần nữa các bác nhá. Đây em bỏ ba lăng bên này không kêu đây. Bên này không kêu tí nào cả. Và các bác nhìn nhá. Em cầm cho anh con bát này quay cho các bác. Các bác nhìn con bát này đang đánh này các bác nhá. Đời luôn. Úp vào đây phát là mất bát luôn này. Đây các bác nghe này.
là mất bát luôn, không nghe tiếng gì luôn các bác. Như thể là bát bị cháy, còn mỗi đoạn tép kêu thôi. Ngửa ra này. Đó là cái hay của AR các bác ạ. Đấy, một đôi loa rất độc đáo luôn. Đôi này thì những ai phải thật sự tìm hiểu, những người thợ như bọn em này, những người thợ nào thật sự tìm hiểu, có thời gian ngồi tìm hiểu, bỏ thời gian ra tìm hiểu những đôi loa này thì mới giới thiệu như vậy các bác nhé. Đôi loa này không phải là đơn giản đâu, tiếng nó rất là hay. Để mà nói cái số tiền 6.6 triệu này các bác bỏ ra để đầu tư một đôi loa mà để nghe nhạc trong nhà mà nó hay, nó đỉnh các bác nhé. Em thật, tiếng của nó đôi khi còn đỉnh hơn những dòng loa 20-30 triệu là chuyện bình thường. Kể cả những dòng AR, những dòng JBL kia kìa, Control Monitor kìa, hay những dòng Pioneer 180A, 80D ấy. Nhưng mà để mà nghe, chưa chắc đã qua đôi này đâu, em khẳng định luôn, chưa chắc đã qua đâu. Có khi chỉ ngang ngửa thôi, tiếng rất hay. Có khi tiếng tép còn không sạch bằng. Rồi em sẽ ba lăng sang hai bên. Bác nào có nhu cầu lấy cái đôi loa này thì nhắn tin cho em. Giá là các bác, từ Anycon các bác nhé, AR, giá là 6.6 triệu. Đây em sẽ nhấc cái loa này cho các bác xem phân tần của nó. Đây là hệ thống bông phân tần của nó. Đây các bác, phân tần của nó đây, một cuộn cảm rất lớn. Và ở dưới này có mấy cuộn cảm và con tụ. Phía trên này là hai cái trở. Đó, đơn giản vậy thôi, bông thì nó nhét kín luôn. Riêng AR thì bông màu trắng nhét kín luôn các bác nhé. Đó, thì bác nào có nhu cầu lấy đôi loa này giá 6.6 triệu, đôi AR Acoustic rất đặc biệt luôn. Nó bằng gỗ lạng hai cái hồi này. Đó, và e căng tất cả đầy đủ hết. Cái e căng của nó thì nó nặng, đây e căng của nó đây. E căng khung sắt các bác nhá. Bằng cái khung bằng sắt đây các bác. Khung sắt rất nặng luôn các bác. Khung bằng sắt các bác nhá. AR mà. Đấy thì là đôi loa này giá 6.6 triệu, âm đi Chio 5002 đánh với AR rất hay. Giá là 5.3 triệu. Các bác nghe. Em chưa xoay ốc vào đâu ấy. Đây là đôi loa các bác có thể nghe đa thể loại luôn. Rồi em xoay ốc vào giúp anh. Em sẽ chuyển sang một bài hát nhẹ nhàng. Đây em sẽ về một bài hát nhẹ nhàng các bác nghe chất âm của AR các bác. Tiếng của nó rất rất hay các bác ạ. Đây em sẽ cho nhỏ lại để kỹ thuật em vặn vào đã. Xong em sẽ mở lại bài hát này. Với những đôi loa này các bác mở với nhạc của Trường Vũ, Như Quỳnh, Tuấn Vũ và Hương Lan. Bất kỳ những dòng nhạc trữ tình Việt Nam nào, các bác nghe cái tiếng tép, nó thổi tiếng tép ra các bác ạ, làm đôi tai các bác cảm giác dễ chịu. Các bác có biết cái tiếng kiểu như thế là kiểu như mắt của các bác đang nhìn vào TV, màn hình TV này, rồi thì đang nhìn đọc sách ấy. Và các bác ngoảnh ra ngoài sân mà các bác nhìn vào cái tán cây màu xanh ấy, nó dễ chịu cái mắt, thì cái kiểu như vậy. Cái cảm giác đôi tai của chúng ta thấy khi mở cái đôi loa lên, cái tiếng tép nó làm rất dễ chịu tai. Nó xì xì và nó xịt xịt rất là êm tai, mà khó có thể dùng từ nào miêu tả được. Mà đôi loa giá chỉ có 6.6 triệu các bác nhé. Mà đôi loa rất hiếm. Để các bác nghe. Tiếng bass của nó là tiếng bass, nó cộng hưởng nhau, nó kéo nhau rất là êm. Cảm giác như thế là đang trị liệu đôi tai của chúng ta, làm cho đôi tai dễ chịu các bác. Rất là tuyệt vời. Cái công nghệ bass mà đánh đuổi nhau này chỉ có những dòng AR các bác nhé.
Các bác bình thường những đôi loa 2 bát điện khác nó là đánh song song, nó đánh dụp một phát cùng nhau. Nhưng mà đôi này nó lại kiểu khác các bác ạ. Không phải đơn giản đâu các bác. Riêng AR thì không thể đơn giản được các bác ạ. Rất tuyệt vời. Rồi em xin tạm dừng video clip tại đây. Xin kính chào các bác. Các bác có nhu cầu lấy hoặc mua sắm thì cứ nhắn tin cho em qua hai số trên: 0981193686 và 0983662586. Địa chỉ của em là thôn Đường Hồng, xã Thành Đa, Phúc Thọ, Hà Nội. Hiện tại nhà em đang có rất nhiều hàng để các bác đến lựa chọn các bác nhé. Thank you.